chào tất cả các bạn. Tôi là bác sĩ Trần Hạnh Vy, đến từ khoa da liễu thẩm mỹ da của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay tôi xin chia sẻ với tất cả các bạn về một chủ đề chăm sóc da khi làm việc online trong mùa dịch. Tiếp theo thì tôi sẽ nói về tác động của bức xạ điện từ đối với làn da chúng ta. Những cái thiết bị điện tử như là máy tính bảng nè, điện thoại nè, TV nè, vân vân, nó đều phát ra những cái bức xạ điện từ mà gây ảnh hưởng sức khỏe đến người tiêu dùng. Vậy thì những cái bức xạ điện từ này nó gây ảnh hưởng đối với làn da chúng ta như thế nào? Khi mà chúng ta ngồi tiếp xúc nhiều với những cái thiết bị mà phát ra những cái bức xạ điện từ này, thì những cái bức xạ điện từ này nó sẽ tích tụ ở trên da chúng ta, nó tạo thành một cái chất xúc tác gây hút nhiều những cái bụi bẩn, làm da chúng ta tích tụ nhiều bụi bẩn hơn. Bên cạnh đó thì mình ngồi trên những cái thiết bị điện tử đó, nó sẽ làm cái lượng nhiệt mà nó phát ra nó sẽ làm nóng và nở lỗ chân lông chúng ta, làm cho những cái bụi bẩn và những cái chất bã nhờn đó nó thấm sâu vào những cái lỗ chân lông hơn. Do đó khi mà bạn tiếp xúc nhiều với những cái bức xạ điện từ này thì sẽ làm cho làn da chúng ta khô ráp nè, sần sùi nè, lỗ chân lông to nè, mụn trứng cá, và đặc biệt là nó gây tăng cái quá trình lão hóa da. Ngoài ra thì người ta nghiên cứu thấy là việc tiếp xúc với những cái bức xạ điện từ này nhiều, nó còn làm thay đổi những cái cấu trúc DNA, làm tăng nguy cơ sinh ung thư. Như vậy thì chúng ta phải làm cách nào để bảo vệ cơ thể chúng ta khỏi những cái tác hại của bức xạ điện từ đó? Đầu tiên là chúng ta phải nên ngồi cách cái màn hình máy tính hoặc là TV ít nhất là 35 cm. Đây là một cái khoảng cách an toàn để bảo vệ đôi mắt chúng ta và bảo vệ những cái tác hại của bức xạ điện từ lên làn da chúng ta. Thứ hai là chúng ta phải hạn chế ngồi sau những cái thiết bị như là TV nè, máy tính, bởi vì ở cái nơi đó là cái nơi mà phát ra nhiều những cái bức xạ điện từ nhất. Thứ ba là chúng ta phải rửa mặt thường xuyên mỗi 2-3 giờ sau khi mà chúng ta ngồi quá lâu trên máy tính hoặc chúng ta xem TV quá lâu, để mà chúng ta loại bỏ đi những cái bụi bẩn và những cái bức xạ mà nó bám trên da chúng ta. Và thứ tư, chúng ta nên đặt những cái chậu cây xanh để mà nó hút đi những cái bức xạ điện từ này, như là những cái loại sen đá nè, xương rồng nè, trầu bà nè, vân vân. Ngoài ra thì những cái chậu cây xanh này nó còn có tác dụng là trang trí cho bàn làm việc của chúng ta, và nó tạo ra một cái không gian làm việc trong lành hơn. Thứ năm là bạn nên sử dụng kem dưỡng ẩm thường xuyên. Cái kem dưỡng ẩm này nó có tác dụng là cung cấp cái độ ẩm cho làn da và nó tạo thành một cái lớp để bảo vệ làn da của bạn. Và cuối cùng là phải uống nước thường xuyên và sử dụng nhiều những cái thực phẩm chứa những cái chất chống oxy hóa để bảo vệ làn da, bảo vệ cơ thể của chúng ta. Tiếp đến thì tôi sẽ nói về cái tác hại của việc ngồi điều hòa nhiều. Khi mà chúng ta ngồi làm việc online trên máy tính nhiều thì chúng ta thường ngồi trong những cái phòng điều hòa, phòng máy lạnh. Và những cái phòng điều hòa máy lạnh đó thường là cái cửa phòng nó sẽ được đóng kín, do đó những cái không khí nó sẽ không được lưu thông. Thay vào đó nó sẽ là một cái sự tuần hoàn cưỡng bức của cái luồng không khí do chính cái máy điều hòa này nó tạo ra. Nó sẽ tạo một cái điều kiện thuận lợi cho những cái loại vi khuẩn, virus, vi nấm sinh sôi và phát triển, và góp phần lây lan những cái mầm bệnh do những cái loại vi khuẩn, virus, vi nấm đó gây nên. Ngoài ra thì trong những cái đường ống trên cái máy điều hòa này, chúng ta sẽ không có vệ sinh nó thường xuyên, nó sẽ là một cái nơi mà chứa nhiều những cái bụi bẩn và những cái nấm mốc. Thì khi cái không khí mà đi qua những cái lồng ống này, nó sẽ làm cho chúng ta dễ bị những cái tình trạng bệnh lý về viêm đường hô hấp nè, hoặc là những cái bệnh lý về dị ứng. Và cuối cùng, trong cái phòng điều hòa tạo thành một cái môi trường đó là vừa lạnh và vừa khô. Nó sẽ làm mất độ ẩm cho làn da của chúng ta, làm da của chúng ta trở nên khô ráp, sần sùi, xấu xí hơn. Mà bên cạnh đó thì cái môi trường lạnh đó nó làm cho chúng ta giảm tiết mồ hôi, làm giảm bài tiết những cái độc tố. Do đó khi mà bạn ngồi điều hòa nhiều thì bạn sẽ thấy cái làn da của mình là nó kém tươi tắn hẳn đi, và nó đẩy nhanh quá trình lão hóa da. Vậy thì chúng ta cần phải làm cách nào để mà bảo vệ làn da và sức khỏe chúng ta khi mà chúng ta phải ngồi làm việc trong cái phòng điều hòa nhiều như vậy? Thì bạn phải thường xuyên mở các cửa phòng, mở tất cả các cửa phòng, cửa sổ nè, cửa chính nè, để cho cái luồng không khí được lưu thông và cho cái ánh nắng mặt trời nó chiếu vào trong phòng. Thứ hai là bạn phải vệ sinh thường xuyên những cái hệ thống đường ống của cái máy điều hòa. Và cuối cùng là chúng ta phải thường xuyên thoa dưỡng ẩm, uống nhiều nước và sử dụng những cái thực phẩm chứa nhiều chất chống oxy hóa như tôi đã mô tả phía trên. Vậy thì tóm lại, để chúng ta làm sao để mà chúng ta có được một cái làn da đẹp khi mà mình làm việc online mùa dịch?
Chúng ta phải duy trì một cái chế độ chăm sóc da đều đặn thường xuyên mỗi ngày. Chúng ta phải có một cái chế độ ăn uống hợp lý. Và cuối cùng là chúng ta phải thường xuyên tập luyện thể dục thể thao đều đặn mỗi ngày. Cụ thể thì chúng ta phải chăm sóc da như thế nào? Đây là những cái bước chăm sóc da căn bản nhất mà tất cả mọi người đều phải có. Đầu tiên là bạn phải giữ vệ sinh da thật sạch bằng việc là mình phải tắm đều đặn mỗi ngày nè, mình phải rửa mặt mỗi 2-3 lần một ngày tùy vào cái loại da. Thứ hai là mình phải thoa dưỡng ẩm thường xuyên. Cái việc mà mình thoa dưỡng ẩm thường xuyên đó, nó sẽ làm cho cái làn da của bạn trở nên tươi tắn hơn, mịn màng hơn và trẻ trung hơn. Hiện nay thì trên thị trường á, những cái sản phẩm dưỡng ẩm nó có rất là đa dạng. Cái việc mà chọn cái sản phẩm dưỡng ẩm nào phù hợp với mình á, nó phải tùy thuộc vào cái làn da và những cái vấn đề về da mà hiện bạn đang có. Và thứ ba đó chính là việc tẩy tế bào chết. Thì như tất cả chúng ta đều biết, cái quá trình tái tạo da là 28 ngày. Khi mà chúng ta càng lớn tuổi thì cái quá trình này nó sẽ chậm đi. Do đó khi mà chúng ta lớn tuổi, chúng ta thấy là da chúng ta nó sẽ không được mịn màng, căng bóng và xinh đẹp như hồi thời thanh xuân nữa. Bởi vậy cái việc tẩy tế bào chết này nó sẽ giúp là loại bỏ đi những cái tế bào sừng chết ở trên bề mặt da. Nó làm cho kích thích cái việc tái tạo tế bào da nhanh hơn. Và bên cạnh đó nó còn làm sạch đi những cái lỗ chân lông của chúng ta nữa. Tuy nhiên thì sản phẩm tẩy tế bào chết đó, hiện nay thì có rất là nhiều loại. Từ sản phẩm tẩy tế bào chết cơ học cho đến những cái tẩy tế bào chết hóa học. Thì cái việc sử dụng mà sản phẩm nào để phù hợp với làn da của bạn thì phải tùy vào cái tình trạng da của bạn, là da của bạn đang khỏe hay không, có mắc những cái vấn đề về da, bị viêm da, bị bong tróc da, bị mụn trứng cá hay không. Thì tốt nhất là bạn nên đến khám ở một bác sĩ da liễu để bác sĩ đó sẽ tư vấn cho bạn cách sử dụng những cái tẩy tế bào chết như thế nào là hiệu quả nhất. Và cuối cùng là việc sử dụng kem chống nắng thường xuyên. Nếu như mà bạn không sử dụng kem chống nắng thì tất cả những cái bước chăm sóc da như thế này đều là vô nghĩa. Kem chống nắng, cái cách chọn kem chống nắng là như thế nào? Kem chống nắng thì bạn phải chọn cái kem chống nắng mà có phổ rộng nè, có độ SPF từ 30 trở lên. Và nếu như bạn phải sử dụng nhiều những cái thiết bị máy tính nè, thiết bị điện tử nè, và bạn thường xuyên phải đứng dưới những cái ánh đèn sân khấu hoặc ánh đèn LED, thì tốt nhất là bạn nên sử dụng những cái sản phẩm kem chống nắng vật lý có chứa thành phần kẽm oxit hoặc titanium oxit, bởi vì nó có tác dụng là nó sẽ chống lại những cái tác hại của ánh sáng nhìn thấy được, ánh sáng xanh. Và cuối cùng là chế độ ăn uống và sinh hoạt như thế nào? Thì chế độ ăn uống, chúng ta cần phải có một chế độ ăn uống đủ năng lượng, cân đối các chất dinh dưỡng và đa dạng các loại thực phẩm. Chúng ta cần phải sử dụng các thực phẩm mà có chứa nhiều những chất chống oxy hóa, đặc biệt là trong những cái loại rau xanh nè, trái cây như tôi đã mô tả phía trên. Bạn phải uống nước đều đặn thường xuyên, ít nhất là 2-2,5 lít mỗi ngày. Cái lượng nước đó nó là một cái lượng nước đủ để mà chúng ta có một cái làn da tươi tắn khỏe mạnh. Và ngoài ra thì bạn có thể kết hợp bằng việc là mình uống những cái nước ép trái cây nè, những cái sinh tố rau quả nè, nó vừa là cung cấp được lượng nước cho mình mà nó vừa cung cấp được những cái thực phẩm mà chứa nhiều những cái chất chống oxy hóa nữa. Và thêm một điều đặc biệt nữa là chúng ta phải nghỉ ngơi hợp lý nè, chúng ta phải tránh thức khuya nè, và phải ngủ đủ giấc. Không được hút thuốc lá nè, không được sử dụng những cái rượu bia nè, những cái chất kích thích nè. Và cuối cùng là bạn phải nên hạn chế ngồi lâu và tập thể dục thường xuyên. Đối với những bạn mà làm việc văn phòng phải ngồi nhiều thì chúng ta có thể tải về những cái bài tập tại chỗ, tại trên bàn làm việc, những cái bài tập về vai cổ gáy nè, những cái bài tập về cột sống nè, nó vừa giúp ích cho cái sức khỏe của bạn mà nó vừa làm cho mình không có bị tăng cân nè, rồi giữ một cái vóc dáng của mình luôn luôn tươi trẻ và khỏe đẹp. Phần chia sẻ của tôi đến đây xin được khép lại tại đây. Thì hy vọng rằng qua cái phần chia sẻ này nó có thể giúp ích cho tất cả các bạn có một làn da đẹp và khỏe mạnh. Xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của tất cả các bạn. Và xin chúc cho tất cả mọi người có một sức khỏe, một tinh thần lạc quan để chúng ta có thể cùng nhau vượt qua được cái mùa dịch này.